Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin trong những ngày qua, lãnh đạo Bộ đã có các cuộc họp về phục hồi thúc đẩy tái sản xuất nông nghiệp sau bão lũ ở miền Trung. Qua đánh giá, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung thời gian qua đã gây tổn thương nặng nề cho người dân. Việc khắc phục hậu quả bão số 13, khôi phục sản xuất sau mưa lũ là một nhiệm vụ cấp thiết lúc này. Từ nay đến cuối năm 2020, phải tập trung nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ, không để người dân thiếu lương thực. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để khôi phục sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, cần tập trung vào hai mũi nhọn là trồng rau màu và chăn nuôi gia cầm. Theo đó, sẽ tập trung hỗ trợ người dân tăng nhanh diện tích sản xuất rau màu, đẩy nhanh tốc độ sản xuất, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung rau trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Đặc biệt, hỗ trợ giống rau màu do người dân ở các địa phương, nhất là những nơi ngập sâu. Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, việc chăn nuôi gia cầm giúp bà con có thêm thu nhập và tạo sinh kế cho những ngày chu kỳ sau. Tuy nhiên, việc chăn nuôi phải thực hiện tốt công tác khử trùng, tiêu độc, đảm bảo môi trường an toàn, sạch bệnh.